và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức trong ngày hôm nay. Nhã Phương than thở khi vừa tập thể dục bị ông xã Trường Giang ép ăn. Nhiều lần thúc ăn của Trường Giang khiến Nhã Phương cũng phải bó tay vì sự chiều chuộng ông xã dành cho mình. Trường Giang Nhã Phương chính thức về chung một nhà từ năm 2018 và đến nay họ đang là một trong những cặp đôi có cuộc sống viên mãn hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của showbiz Việt. Cả hai có với nhau một cô công chúa nhỏ là bé Destiny, hiện đã 1 tuổi. Nữ diễn viên hạn chế nhận phim và tham gia sự kiện giải trí, dành hết thời gian bên con gái và làm tròn thiên chức làm mẹ. Không chỉ thế, người đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ khi được ông xã yêu thương và chiều chuộng. Nhã Phương than thở ông xã ép ăn sau khi tập thể dục. Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, Nhã Phương đã khoe Trường Giang sẵn sàng vào bếp chiêu đãi vợ món bò bít tết. Có thể thấy nam danh hài không chỉ giỏi nấu nướng những món ăn Việt Nam, miền quê đơn giản mà anh còn có thể biết luôn những món Âu như thế này. Một ông chồng có tài nấu nướng xuất sắc và ngon như vậy nên Nhã Phương chỉ biết than thở. Ngày tập sắp mặt, đêm ảnh mừng vậy, sao mà tôi sống nổi đây trời ơi, đành phải xin lỗi cô giáo lần thứ N rồi. Cô khoe món ngon từ tay ông xã Trường Giang vào bếp làm phục vụ vợ. Anh còn trổ tài trang trí món ăn. Ngay sau khi chia sẻ, Nhã Phương cũng tâm sự cùng một người em thân thiết trước sự ép ăn của ông xã sau khi cô vừa tập thể dục xong. Nữ diễn viên viết, chỉ tập thể dục chưa xong là anh đã gọi mẹ ơi ăn thôi, mồ hôi mồ kê chạy xuống ăn. Nửa đêm đi ngủ ảnh cũng gọi mẹ ơi ăn bò nha, hết dịch là chị Lăng. Người đẹp đã than thở khi ông xã thúc ăn đến tận khuya lúc gần đi ngủ. Nhã Phương cũng cho biết kiên trì tập thể dục dù mọi thứ rất khó khăn. Ái Phương bạn thân cũng ghen tị với cô khi được ông xã cưng chiều. Trường Giang Nhã Phương khoe ảnh cưới lãng mạn sau 2 năm kết hôn. Cách đây vài ngày, loạt ảnh hiếm hoi đầy sự xúc động trong lễ đính hôn của cặp đôi Trường Giang Nhã Phương đã được tiết lộ. Cụ thể, trong bộ ảnh cưới đẹp như mơ của nữ diễn viên, cư dân mạng không khỏi xuýt xoa với khoảnh khắc phụ huynh dắt tay con gái lên lễ đường để trao cho con rể. Nữ diễn viên được bố nắm tay vào lễ đường trong ngày trọng đại. Nhã Phương cười tươi khi được Trường Giang chăm sóc tận tình trong ngày lễ đính hôn. Những hình ảnh bí mật này đến nay mới được phía ekip tiết lộ. Danh hài mười khó hiện lên khuôn mặt đầy sự hạnh phúc bên bà xã. Trường Giang luôn tỏ ra là người đàn ông của gia đình. Sau kết hôn, anh càng tháo vát, đảm nhận mọi công việc nhà để chăm sóc vợ con. Nam danh hài còn chu đáo chuẩn bị đồ ăn phục vụ gia đình sau những lúc đi quay về. Bên cạnh đó, anh từng chia sẻ mua hẳn bếp nướng và làm sẵn thịt để bà xã đi làm, đi quay phim để ăn uống đầy đủ và ngon miệng hơn. Cuộc sống êm ấm hiện tại của cô là niềm mơ ước của nhiều người phụ nữ khác. Lâm Khánh Chi, tôi điên suốt tuần lễ nên anh ấy lo lắm. Trải qua một tuần lục đục với chồng trẻ và khiến người hâm mộ hoang mang, mới đây Lâm Khánh Chi chính thức lên tiếng về chuyện riêng của mình. Cách đây một tuần, ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý về chuyện lục đục hôn nhân, cô viết. Có lẽ em và anh chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta sum vầy. Sau đó cô cho biết đã chọn về ở nhà mẹ đẻ, kế tiếp nữ ca sĩ chuyển giới bị sốc thuốc, phi uống, lúc chưa ăn gì cả dẫn đến co giật, tay chân bủng rủng không thở được, phải truyền 12 chai nước biển. Sau một tuần mọi thứ tốt hơn, ông xã đã đến đón Lâm Khánh Chi về nhà và mọi chuyện bình thường trở lại. Cô tiếp tục với công việc kinh doanh online cùng chồng, điều đó khiến người hâm mộ nữ ca sĩ thở phào nhẹ nhõm. Mới đây trong một cuộc phỏng vấn, cô đã nói rõ ngọn ngành về chuyện riêng của mình, gây xôn xao mạng xã hội suốt những ngày qua. Người đẹp chuyển giới cho hay, cô và chồng đúng là có tranh cãi giận hờn nhưng không đến mức phải xa nhau. Tuy nhiên vì sức khỏe yếu và tâm lý bất an nên Lâm Khánh Chi mới quyết định dọn về nhà bố mẹ ruột một tuần. Trong suốt một tuần đó, cô và chồng không nói với nhau một câu nào, coi đây là khoảng thời gian riêng để suy nghĩ về những chuyện đã qua, để kiểm chứng xem tình cảm vợ chồng có còn mặn nồng như trước nữa không. Bên cạnh đó, Lâm Khánh Chi tâm sự, thực sự tôi vừa trải qua một tuần vô cùng kinh khủng, vừa lo lắng hoang mang về dịch bệnh, công việc quá nhiều, sức khỏe tôi thời gian này lại hơi yếu. Rồi chuyện vợ chồng xô bát xô đũa. Đây là lần đầu tiên vợ chồng cô xa nhau lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên Lâm Khánh Chi dọn ra khỏi nhà. Cô coi đây là khoảng thời gian giúp cả hai tĩnh tâm để suy nghĩ về những chuyện đã qua và để kiểm chứng xem tình cảm vợ chồng có còn mặn nồng như trước nữa không. Chính vì mọi thứ cộng dồn lại khiến cô đuối sức, nhưng may mắn rằng tình hình sức khỏe của cô đã ổn định hơn. Tôi đỡ thì giờ anh Ken lại ốm, tôi điên suốt một tuần lễ. Nên anh ấy lo lắm, tôi không ở nhà một mình anh cán đáng công việc, rồi lại lo cho sức khỏe của vợ nên cùng đuối sức, Lâm Khánh Chi nói tiếp.
Ngoài ra, theo như chia sẻ, con trai của Lâm Khánh Chi đang được bố mẹ đẻ của cô chăm sóc. Hai ông bà cũng rất lo lắng cho cô và chồng. Còn bố mẹ chồng của cô thì ngày nào cũng hỏi han quan tâm con dâu. Giờ đây khi thấy các con đoàn tụ, bố mẹ hai bên rất vui mừng. Tôi cực kỳ sợ tuần lễ vừa qua, không hiểu sao tôi cảm thấy rất buồn và mệt mỏi, kinh khủng lắm, Lâm Khánh Chi tâm sự. Khi được hỏi tại sao mới ốm dậy mà đã làm việc, Lâm Khánh Chi tâm sự. Vốn là người năng động nên phải nghỉ một tuần khiến tôi khó chịu tù túng. Thế nên tôi chọn cách làm việc trực tuyến qua Facebook, chứ không vận động nhiều. Tôi vừa có thể bán hàng vừa trò chuyện với khán giả cho khuây khỏa, thoải mái. Kết thúc buổi trò chuyện, Lâm Khánh Chi đúc kết sau sóng gió trời lại sáng. Và cuộc sống hiện tại đã dần ổn định hơn sau giông bão. Lâm Khánh Chi cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi nhận được nhiều sự yêu thương quan tâm của khán giả. Qua đó, mỹ nhân chuyển giới cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới người hâm mộ vì đã luôn quan tâm tới sức khỏe và hạnh phúc của mình. Con ruột mắc kẹt giữa ổ dịch của Mỹ, con nuôi đổ bệnh, tai nạn nguy kịch, Hoài Ninh lo lắng đứng ngồi không yên. Trong khi con ruột không thể về Việt Nam khi đang ở giữa tâm dịch, thì hai con nuôi lần lượt cũng gặp tai ương, khiến nam danh hài ít nhiều lo lắng. Tin buồn dồn dập đến với nghệ sĩ Hoài Linh. Giữa thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành khắp nơi, đầu tiên con trai ruột của nam danh hài Thành Vinh đang bị mắc kẹt giữa tâm dịch ở Mỹ vì không thể về Việt Nam. Sau đó vợ Hoài Lâm cũng cho biết anh đang bị bệnh và phải về quê. Mới đây nhất con trai nuôi Cao Hữu Thiên bị tai nạn chấn thương sọ não, tình trạng nguy kịch. Thành Vinh đối mặt với dịch bệnh tại Mỹ. Võ Thành Vinh được biết đến là con trai ruột của Hoài Linh từ vài năm nay, sau khi nam danh hài nổi tiếng quyết định công khai danh tính của con. Thành Vinh hiện đang làm kỹ sư cho hãng hàng không American Airlines tại Mỹ. Thời điểm dịch bệnh bùng phát ở Mỹ, Thành Vinh vẫn quyết bám trụ xứ người vì không muốn di chuyển nhiều, sợ nhiễm bệnh. Hơn nữa anh lo sẽ lây virus cho người thân nếu như bản thân anh bị nhiễm. Lo lắng cho con trai, Hoài Linh thường xuyên liên lạc cho con qua Internet, gọi video call, chat để theo dõi tình hình của con. Tôi mới nói chuyện với bố hôm qua thôi, bố không căn dặn gì cụ thể mà chỉ hỏi thăm con thế nào, mọi thứ vẫn ổn chứ, Thành Vinh chia sẻ. Thương con và cũng mong con có thể về nước tránh dịch, nhưng Hoài Linh vẫn tôn trọng quyết định của con trai. Từ nhỏ Thành Vinh đã được rèn luyện cuộc sống tự lập và biết bảo vệ bản thân, nghị lực lớn, nên Hoài Linh cũng đôi phần yên tâm về cậu con trai ruột. Hoài Lâm bị bệnh về quê biệt tích. Cậu con trai nổi tiếng nhưng cũng nhiều tai tiếng nhất của Hoài Linh chưa khi nào khiến nam danh hài được yên lòng. Bỏ bê sự nghiệp, lãng phí tài năng để yêu sớm và kết hôn, Hoài Lâm đã nhiều lần được cha nuôi khuyên can nhưng không lắng nghe. Mới đây vợ của Hoài Lâm lại chia sẻ, nam ca sĩ bị bệnh và phải về quê chữa trị. Tin này khiến khán giả có thể buồn một, nhưng Hoài Linh thì buồn 10. Bởi không nói ra nhưng Hoài Linh là người rất tình cảm và thương các con. Chuyện Hoài Lâm bị bệnh chắc chắn nam danh hài đã biết. Có thể anh chỉ liên lạc để động viên con, chứ chưa khi nào Hoài Linh công khai quan tâm con trên truyền thông. Về sức khỏe của Hoài Lâm, liên lạc với quản lý của nam ca sĩ thì nhận được câu trả lời. Lâm vẫn đang ở quê chữa bệnh, sức khỏe của cậu ấy không tốt. Kế hoạch trở lại của Lâm vẫn chưa cụ thể, tất cả đều phụ thuộc vào sức khỏe của cậu ấy. Ngay cả Bảo Ngọc, vợ của nam ca sĩ cũng từ chối trả lời nhiều về vấn đề này. Cao Hữu Thiên bị tai nạn giao thông nguy kịch. Cao Hữu Thiên là con trai nuôi ít biết của Hoài Linh, nhưng cũng được nam danh hài nâng đỡ nhiều lần. Tuy nhiên anh kém may mắn không thể nổi tiếng được vì tài chưa tới. Mới đây nhiều nguồn tin chia sẻ vào đêm 19 tháng 4, Cao Hữu Thiên đã gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ngay sau đó anh được đưa đi cấp cứu và các bác sĩ chẩn đoán Hữu Thiên chấn thương sọ não, gãy xương hàm, bể xương gò má. Người bạn của Cao Hữu Thiên cho biết anh sẽ phải trải qua 2 ca phẫu thuật. Phẫu thuật hợp sọ lấy máu bầm do Cao Hữu Thiên bị chấn thương sọ não, gây nứt sọ và tụ máu bầm. Nên trong 1 đến 2 ngày tới, cục máu bầm to nên phải can thiệp mổ cấp. Hiện tại, những người bạn của Cao Hữu Thiên đang cố gắng liên hệ đóng góp giúp đỡ anh qua cơn khốn khó. Là cha nuôi, chắc chắn Hoài Linh đã rất lo lắng cho các con. Hiện tại Hoài Linh chưa lên tiếng về tình hình của con trai nuôi, nhưng ngay lúc này có thể nam danh hài đang niệm Phật cho con, tai qua nạn khỏi. Hơn nữa, cư dân mạng cho rằng việc giúp đỡ về tài chính chắc chắn Hoài Linh cũng sẽ góp phần. Hoài Linh được mệnh danh là nghệ sĩ nhiều con nuôi, cháu nuôi nhất Vbiz. Từ khi rời Mỹ về Việt Nam hoạt động, nam danh hài đã nhận nâng đỡ cho rất nhiều tài năng trẻ. Trong lòng Hoài Linh luôn đau đớn vì sự nghiệp của các con. Thậm chí khi Cao Hữu Thiên bị các nghệ sĩ khác chê, Hoài Linh đã rất buồn. Tuy chưa khi nào công khai gửi lời quan tâm đến các con, nhưng Hoài Linh luôn theo dõi động viên họ trong cả cuộc sống và sự nghiệp. Đi quay 6 tháng, mới về mấy hôm Thúy Diễm lại đẹp như xưa. Về bên Lương Thế Thành và con trai, nữ diễn viên Thúy Diễm nhanh chóng phục hồi lại nhan sắc và thần thái trẻ đẹp xinh tươi sau 6 tháng quay phim vất vả.
Đầu năm nay, Thúy Diễm khăn gói về Bình Thuận, quay phim sau khi được chọn vào vai chính trong tác phẩm truyền hình Cát Đỏ của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Trong thời gian này, nhà nước ban chỉ thị cách giãn xã hội vì bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp ngày càng có những diễn biến phức tạp. Chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh của cấp trên, nữ diễn viên không kịp về thành phố Hồ Chí Minh thăm con, Thúy Diễm quyết định ở lại Bình Thuận thực hiện cách ly cùng đoàn làm phim. Vì thế đã 6 tháng nay cô không được về nhà với ông xã Lương Thế Thành và cậu con trai Bảo Bảo. Mãi đến gần đây khi Bình Thuận được gỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội, Thúy Diễm mới có cơ hội đoàn tụ với gia đình. Ngay lập tức cô đã trở về nhà với chồng con. Nữ diễn viên vô cùng xúc động trong giây phút gặp lại con trai. Lúc đầu bé Bảo Bảo có vẻ không hợp tác do đã xa mẹ Diễm quá lâu. Về sau nhận ra mẹ, cậu bé không chịu rời Thúy Diễm nửa bước. Người đẹp tâm sự trên trang cá nhân, anh nhỏ quấn mẹ cả ngày, kéo tay mẹ leo lên giường đắp mền rồi bắt mở hoạt hình baby, bắt mẹ ôm nằm coi suốt vậy đó, thương không chịu nổi, ảnh sợ mẹ đi nữa. Ba ảnh còn không tình cảm vậy, con hơn ba rồi nha Lương Thế Thành. Thúy Diễm hạnh phúc khoe ảnh chụp chung với con trai. Có thể nói nữ diễn viên trông càng xinh đẹp trẻ trung khi đang tận hưởng niềm vui bên người thân. Nhiều fan hâm mộ dành lời khen cho nhan sắc gái một con trong mòn con mắt của nữ diễn viên sinh năm 1986. Sau thời gian quay phim vất vả lặn lội từng những đồi cát ở Bình Thuận, Thúy Diễm đã phục hồi được sức khỏe và thần thái. Có lẽ sau khi về bên chồng được chồng Lương Thế Thành chăm sóc động viên, cô càng trẻ đẹp hơn. Thúy Diễm được ngưỡng mộ bởi nhan sắc ngày một mặn mà. Lương Thế Thành tố vợ, còn mẹ nó thì quấn ba nó cả ngày không đi đâu được. Trước đó, Thúy Diễm khá vất vả khi đi quay phim ở Bình Thuận, có thể thấy rõ nước da rám nắng, đen sạm của nữ diễn viên trong những ngày lặn lội ở phim trường. Bà xã Lương Thế Thành đã hy sinh rất nhiều cho nghệ thuật. Từ ý thức mức độ nghiêm trọng của vùng dịch cũng như tuân thủ lệnh cách giãn xã hội, nay đã 6 tháng nay, nữ diễn viên chưa được về nhà gặp chồng và con trai. Ngay cả khi đã hoàn thành tất cả các cảnh quay, nhưng cô vẫn phải lại Bình Thuận, chưa thể về Sài Gòn. Ở nơi xa, Thúy Diễm mong ngóng từng ngày, từng giờ được đoàn tụ với bố con Lương Thế Thành. Về phần Lương Thế Thành, anh cảm thông và chia sẻ khi chứng kiến vợ chịu nhiều khó khăn và hy sinh để cống hiến cho vai diễn. Khi Thúy Diễm đi quay phim xa, nam diễn viên phải ở nhà vừa làm ba vừa làm mẹ của Bảo Bảo. Anh thay vợ chăm con, nội trợ dọn dẹp nhà cửa. Mặt khác lại động viên Thúy Diễm không cần lo lắng mà hãy tập trung để hoàn thành tốt vai diễn.